lùm cô cầm được bồn sang lại nên bình gấp khắp hà yên để cầm lăng hạt đập được rút lại để hồi này mừng xăm đủ Việt Nam. Âm được bồn sang hồng bình gấp. Các cổ bị ạc xịn ta xem lạc ạc tìm đẹp tăng gồm ngay bọc rõ mê chắc. Dễ đùm lấy làm cây dịch liệt đùm bắc bình là chạm ạc xem mê nàng đập. Đùm cây chi thơ ạ tật bà lấy bọc vết hồng kinh lần dễ hàng cả sĩ thung của vật ra. Để xem, bị ta cây mê chắc thơ mê hồng đùm cây kết rằm cả nộp đằng chữ rộng rưỡi. Tách biểu ạ cả sĩ hồng ạ đìa lệ nên cây mê chắc thơ làm khôn hoa cổ đùm. Dì chàng, bìm cầm chiến lấy cây bạch xem, cơ sắc rinh lăn, gần gào tâm cừu hợp bụi đêm, bó hòn cây bạch xem. Hình ngào cơ nốt làm ạc xem, xếp tuê nguê rê tích rinh lăn này, mày bạp mất lúc, lưu cơ cực đập cừu chạy đuồm, làm khóa mên nạch ngạp rõ, mừng được buồn sang tì rinh lăn này. Hồng bất lùi bé sẽ tốt hụt tập văn bất tòa km hàng ạc sĩ. Bình thuần, xa chạy dạy ạc sĩ tình hana thùng của vật ra. Kinh lăn dạy kèm hồng thùng của vật ra. Lệ nên ngọ của vật thùng. Cô dạy đơn tị này, mò clay dạy kèm cơ bật thùng kra lệ nên kết rập cừu thật kết mừng tòa kinh. Hồng lúc là căm pha một lâu kinh chữ, kinh lăn đáp lệ nên kinh dạy ạc sĩ. Bình thuần, mô lần ế đề cầm rừng hri chinh ạc sĩ ta chọa cô. A tìm đẹp tàng, tìm bò tăng kỳ rụng rưỡi, bìm cọ lũ hàng kỳ sĩ xem ác tạch rong. Văn hóa Bình Thuận rất là đặc sắc, rất là phong phú. Trong đó phải kể đến là... Trấp cừu bút Bình Thuận ác chắc. Lạp lần, mô trấp cừu thật ra bị buôn sang kỳ ạc sĩ. Trấp cừu thật ra tùm dễ nà tìm ta tìm chạy Bình Thuận. Bù nì cơ, trấp cừu mì chăm ác xem. Rất là đồ sộ và rất là quý. Thì phát huy những cái giá trị văn hóa. Đêm là cái trập cừu thờ đặc biệt biểu chiến hết lại tổ tiên cơ bờ truyền thiên biết thông lộc là xem mừng Bình Thuận. Cái khung cảnh của Bình Thuận trong một cái văn hóa thấm đẫm làm cái trập cừu thờ đặc biệt đùm lại bật xem biết ngã bờ truyền thiên. Mày công trình đúng cây tụ dụng này biết cơ tuệ người hiểu truyền lăng. Vâng. Làm cái trách cửa thật ra bật xem đơn, cắt riêng bạc bình, bình phá mơ, mô hẹt lại tù dình bếm đi kia ra bộ đoạn tùm kra tích kinh lăn Bình Thuận. Mô dạng ảnh tìm đeo lợi đào cực thuần, hàng cực sĩ tạch bóng, lũ nộp hàng cực sĩ xem cực trầm cả. Bạc bình, là kết kết tươn bếm dình và tùm kra đi kia ra bộ đoạn truyền thình cực nục cân nạc kết lăng mùi nét. Tị này, lâm mộ dưới kỳ dầu hát tiếp cơ tăng kỳ chấp hong lăn ở tìa ở mộ chắc. Át cơn kỳ chấp kèm tạm ta, kết lăng người này đáp cơ tùm làng chàl. Căn thò lây mừng vẹp hồn màu, anh em nụt ngôn biết hong kinh lăn hồng núi. Thủy Dương, âm mộ tắc khăn yếu lẽ Dương Liếu, Na Phi Lào, Lâm Duệ Na Ngô, Sar Lương,
là điệt rốt biệt ta đa tuy cần hòn ở tìm địa cả tăng chất gai lầm biết tì hãy tiếp lầm một tài cho công chính hết cái trần lệ cho lại nên nộp là bị đắp cơ vào là đỉnh cả hia hồng bắc bình tuệ ra mò lâm bồ kèm ác xem tì kinh lần thủy dương đắp nơi miền thủy dương sóng hát. Nốt là bậc bình, ý ta là mở rụp lần trả rập bình thuần, mừng lần phạ thuần sẽ bỏ tục bản tôi mà bỏ xa. Kinh lần bậc bình, lúc lưu mình lìm rõ nền yêu. Lê hạt ra cái chăm rô đoà dê rô bạc, rồi lọc lùm lạc bởi đoà thuần sẽ bỏ tục bản tôi bản bởi đoà. Mừng cái đừng bị gồm rõ khỏi kỳ gái, mừng cái cam phà cái trìa lần, đúng cái triệt lại đần buồn prong làm trả rập thuần hái, cái triệt bậc bình. Mô cam phà chính đoà cái triệt màu tuy phong lại đần bậc bình. Phun ngập bọt mực rồi xâm lấn nằm thôn sờ bò tụt bắn tốt bắn bật lâu. Rạ này, các trực bắc bình màu tuột bùn prong lại đến bùn nằm xa. Hơn nên màu có chút sạm bùm ni trong các tăng khăn bà tách dạng bột. Này giữa nụ việc bên mừng lúc chữ dưới nạ dọn đầy, màu kinh chăm cơ hò rạc lây nùng hoa. Khẩm tự dưới nạ màu bò lũ thà rạc rèm thê. Biết ta, chi chăng màu kẻ khắp, kẻ bị rù đi gia râm bệt hồng com dinh phực sẵn là buôn xăm rong tự kênh lạ này. Chúng tôi quan tâm mày đinh cơ bọn công trình cây cùng khớp làm cân đơn bọn đắng làm bọn đi trả ra lệ đơn được buồn sang ti cân trực bạc bình này giấc lên trả ra phim công trình lệ đơn đi trả ra bực sang là buồn bạc bình mày chờ lâu chiến lấy xa làm tua buồn prong mừng cân trực bạc bình cứ bụi buồn prong phản thiết kèm chụp lúc km tiện này mò làng bọn cả bình trang hình ảnh bên trang chờ lâu màu tôm tập bên trang ấy pi pia đông lại nên bên trang cặp pal mồi ngu pia hừng pui nguyên liệu chính để làm bánh tráng là gạo tẻ loại gạo quê của nâng pim cặp bên trang màu bẻ điệu tích kinh lần bắc bình pim cầm chiếc bên trang chắc nên dọc lệch chân ắt lẻ mơ từ khâu xay bột pha chế rang mè tráng bánh mừng bọn cặp bùng bìm tay đầy ngu tổ bệnh nhịp hụ bệnh trúc cơ bọn hưởng bệnh xa cọ bệnh niềm nên bà lét lê khắp yên lại đần lê ní đờ rơ cần tướng chung nuôi cơ bụi buồn phần thương hiệu bánh tráng chợ lầu nên yêu hiện an bánh tráng chợ lầu màu ba chiếc tiên ngào mừng thuần sư bộ tục bản tốt bạp lưỡi mà trong đoạn này làm lúc bác gọi xây tự buồn bọn chợ lầu ở tục màu toa trúc lâu cử lý nút lê bọn cả bệnh cô ngà bọng cà bệnh này bé đọc lục thuần lấy sức rồi địa cà tàng công cà mô kèm bạp lô trú hình mạp lục kỳ rồi ở tìm địa ảnh tù công cà tòa bạp lô trú lọc lục kỳ mà ra chinh kè gặp bác trong tuần tác âm mô dạch lia cơm nâng bằng hình tích kinh lạc này đúng tâm nâng chết đùa mô nâu tích kinh lạc này chính là kè bì đác cơ kè đuổi buồn con chinh bó bì đác kè dạy kèm mừng đúng kết rập cổ thả kè kinh lăn lầm lại chà hình tác mừng nâng bằng tích bác bình âm mô tích bác ố bệnh căn nâng bằng chắc mông nọc bồng người mừng đúng tâm nâng kè mừng ạc sĩ bánh căn được đổ trên bánh căn màu tốt làm khuôn gõ lăn bưng lơ mừng lên mạ làm khuôn e tắc mừng bánh căn mồm cầm chinh mừng e tốt rẻ căn biết hồng trong xăm e prại tắc lăn nếm nếm gia vị vừa ăn câu ngập đoạn này màu luôn đặt thuần lẽ mừng em mà mồm tốt cần tốt phần muộn qua câu tốt lâu kỵ bra cái tít chừng gặp bùng bít phui tha làm lọ ăn chiên lên nước bừng chắc buôn prong chờ lâu bạc bình chặt bình thuận loa xịt lại xiêm lăng đo mẹ phao bít tục giam bít rung làm lọ sơn cửa chắc âm một ta trong ruệ đa lẽ cái đàn lọ thì cứ được bạc bình hello hen nuôi tục cái này sẽ giam tục bít hong ẻ ya chẳng có bổng người bít lạc xạ mà tìm làm ẻ ắt lẽ nên khát được biết mình tự bừng tiếp theo là xào các nguyên liệu như tỏi lại đây xào tỏi mực mè chín mè xạ già vịt hồng rạc bùng mít bạch hà
mnum kra la sao lui i at le nan tum lam go tok e bip tum mrek ram man tin bang he te nan tum chim bip lam go e a le mn klai nai khna tuj tum yam sam le re de diet ko go rong bip le nan bang bit hong bung rau ta múc thịt vịt và nước dùng chan lên tô bún rồi cứ thế mà toa chim bíp lại nên tóc đùm làm ngà bún ngàn bún và bừng ngàn bún bíp mồm nâu bầm người mở ra xăm mừng bội mẹ hăng mực mạch lại nên lu là xăm vịt hồng chim bíp dính nâng bừng chắc cả tuổi thun tuổi bốc lần năm giam bíp bắc bình một cái nâng bọc kèm gạo Việt Nam tu giáp làm tuộc lùm nâng bừng chắc từ Việt Nam làm cây hưu xiêm lăng cây bật xiêm mực kinh lăn bắc bình may trút tỉ lụ bình đức xã phan hiệp làm cà bụ hồng kiệt ngàn từ bình thuận cây này xem mừng làm cà bụ bình đức classic cây tuy rem mực mỹ tổ cận nạc tấm cử lý nục nét đặc trưng của làng gốm Bình Đức mang tính chất mẹ truyền. Dì tùm ta bảo mát làm làng, cả bộ màu biên, đam, bí lúc lại lần, cả rụp màu phùm niềm cảm dịnh. Hồng tùm kết trập cửa bụi đường lệ đền trong đích cảm dịnh, kết trập đường ở tục nhập nhỏ rung. Thân tuệ bộ bộ tòa, mừng nuôi chăm lụ Bình Đức, xã Phan Hiệp, kết trực Bắc Bình, màu tù giáp lê ngà bộ kết trập cửa thật kết rụp nạ. Xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình đã được công nhận và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nó gọi xây lệnh nên nuôi cách thầu rộng cả vụ khẩn bữa rồi bởi lùi. Cái nên thuần đầy bộ phát bản. Cái đơn bà hồ hình chắc tạo xem này lệnh nên chương trình cổ quốc gia. Công trình rằm Ả Rập về tùy giáp, bộ đường nuôi chăm hình đá cơ UNESCO tùy giáp. Cái trập cổ thật các cái trập nâng chăng cơ màu kể bèo. Đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ. Chị chàng tùm cân trập nâng bằng mừng một bốn sáng dưỡng là chăm. Màu nuôi mà bỏ tì sang tùm cái ngân rập kết lăng đục rôn lại nâng. Màu tùm nuôi ở tất tuê hiệu truyền lăng dạy lìa. Hương thâu cơ bỏ này. Mẹ bố cây tù chiên sẽ mức cân trập cổ thật kết ở tục dạp vẹo lòng trúc cỡ này. Bắc Bình, kênh lăng dạy ạc sĩ tình hana thung cơ bỏ ra. Họ ăn tìm địa cả tăng, dạp phép khó nói bắt xem dòng ác, cất trầm khá, có do kinh lăn chút lộn rộng rưỡi dễ hỏi ạc sĩ lệ nên claim chết thơ chọc mạng ác. Chị chàm cộng chính là kinh lăn khá gần gào tương kỳ chủ chát, làm cổ bụi đường bẻ ta, ác đi bắt xem mỹ đang đập. Hình ảo cận lục là xem, xích tuê rìa gần từ kinh lạc này, mẹ mở rộng lúc cây bật xem làm cân rập cổ thật cách chết đuôm làm khổ hòa tiếp mừng được bốn sang từ kinh lạc này. Đôi hiệu tì kinh lạc thủy dương, ta xem nục lòng biểu hông ngạc đề và cơ tuê nguê xích cho dân từ kinh lạc này. Mịn màng cát trắng, lung linh biển xanh. Cho cô bị xem mực ẹc sĩ ta, không ăn tìm điện trầm ngách, bó cron mê dẹ đùm lòng cây dạch lẻ đùm, tích kinh lăn Bắc Bình, mau ăn ụt lại bật xe mê nàng đắp. Mời quý vị và các bạn tiếp tục dõi lúc cơm lực buồn sang bình cấp để cặp lăng hát trăm đô rút cử lý tay các kinh lăn thủy dương cực trạch tòa, cây dạch lẻ đùm kinh lăn trong tàng. Anh hùng. Kim luồng tôm cá quý đầy hồ.